không thấy con gì. Con gì không anh? Thấy không thấy con gì là thấy ghê ghê. Chuột cắn. Nước rút ở đây chuột nó xuống đây luôn hả? Chuột xuống hết rồi. Chỗ nó ở trên mấy cây nước này nè. Nó làm tổ trên đó. Cạn, cạn cát vô. Cá bông sao. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ Bồ Tát Lâm Chúc Phương. Thấy đó. Có lúc có cũng có lúc hồng. Đây là giải cứu động vật đúng cách. Là mình phải chịu cực như thế này đây. Sao không? Dính được con cá. Cá kèo. Phải cá kèo. Giống cá kèo. Không phải cá kèo. Vậy cá đó là cá gì anh? Hả? Giống cá kèo nhưng không phải cá kèo. Là cá gì? Nhìn chạy là thấy nó khác liền. Mấy con cá mà mấy bữa thả mà chạy chạy là dính mấy con sam rồi nè. Tính nó cứa. Ủa con này giống cá kèo nhưng tại sao nó lại không phải là cá kèo? Thì nó không phải cá kèo. Nếu con nhìn để đi, nó đâu phải cá kèo đâu. Cá kèo đâu có giải đâu, nó có giải đó. Nó có vải hả? Vậy nó thuộc giống cá gì anh? Giống cá kèo vậy đó, họ hàng cá kèo. Dạ, cứu được một họ hàng với cá kèo nhưng không phải cá kèo ạ. Rồi trở về tự nhiên đi bạn. Bơi đẹp không? Con này bơi đẹp quá. Dạ Bồ Tát Diệu Liên thấy nó bơi không ạ? Rất là dễ thương luôn. Đó. Còn ở đây là có cá bóng sao. Có tôm con thả luôn. Chứ để nắng lên nó nóng quá nó chết. Chỗ, chỗ này sáng rồi thả đồ vậy nó đẹp hơn. Anh còn khoảng 30 cái lưới nữa hả? Ừ. Ok. Khúc này thì làm đường cao tốc nên người ta phá quá trời. Người ta phải san bằng cây đước. Còn khúc này á, là còn rừng đước đây ạ. Nếu mà đường cao tốc mà lên á, mà dân thấy bắt đầu kinh tế ổn định, thấy đồ tươi tươi rồi, thế nào cũng đô thị hóa nữa thôi. Nên phải dừng lại. Hãy nhấn like ủng hộ cho con. Để người ta bớt đô thị hóa thì tương lai mới có tốt, còn tốt đẹp. Chứ đất đai thiên nhiên cứ làm ra xây nhà riết. Rồi còn cái gì nữa đâu cho con vật nó sống.